Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Việt Nam Mến Yêu. Quý vị thân mến, trên tay Mai Phương ngay lúc này là một mô hình làm bằng giấy rất đẹp mắt. Và nghệ thuật tạo hình bằng giấy đã có từ rất lâu và cũng không còn xa lạ gì với cộng đồng người sáng tạo tại Việt Nam. Và từ những mảnh giấy đầy sắc màu này thì có thể làm nên những mô hình vô cùng đẹp mắt. Chỉ bằng chất liệu giấy đơn giản, nhiều mẫu mã đa dạng được tạo ra như hình chibi các con vật, hình cô dâu chú rể, thần tài, bộ ba phước lộc thọ, hay những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như xe đạp, xe hủ tiếu gõ. Nhưng mẫu mã được khách hàng ưa chuộng là chân dung con người cụ thể. Ở mỗi nhân vật sẽ có những đặc trưng riêng như đôi mắt, mái tóc, trang phục. Những sản phẩm xếp giấy thủ công này hướng đến sự mới lạ, an toàn, đồng thời kích thích sự sáng tạo cho người dùng. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng Mai Phương gặp gỡ chị Trần Thị Thanh Hương, là người đã sáng tạo nên bộ môn nghệ thuật này đầu tiên ở Việt Nam. Em chào chị. Chào Mai Phương. Dạ, thì theo như em thấy thì trong không gian này có rất là nhiều những tác phẩm nghệ thuật bằng giấy vô cùng là đẹp và sặc sỡ. Thì không biết là từ đâu mà bộ môn này lại bắt nguồn vậy ạ? Thực sự là xuất phát từ ở bên Đài Loan và chị đã bắt đầu tìm cách du nhập vào Việt Nam, cũng như là tự tìm tòi, tự sáng tạo, tự học hỏi để mà phát triển ra rất là nhiều mẫu như em thấy ở đây. Dạ, vậy thì làm sao để những bộ sưu tập này hoặc là những hình mẫu này có thể mang dấu ấn của Việt Nam vậy chị? Để mang cái dấu ấn Việt Nam thì thực sự đó cũng là một cái gọi là cái trăn trở của chị, để làm sao những cái sản phẩm handmade của mình nó không bị trùng lặp với những sản phẩm khác. Thì chị cũng tự nghĩ ra những một số những cái mẫu sản phẩm riêng cho Việt Nam của mình, giống như là tà áo dài, những chiếc xe đạp của ngày xưa, những chiếc xích lô của ngày xưa, những chiếc xe lam. Du khách rất là yêu thích những cái sản phẩm đó. Khi mà quay trở về nước thì họ thường mang những cái sản phẩm đặc trưng riêng của Việt Nam đó để mà làm quà. Và cái hay của cái sản phẩm kami này đó là những cái chibi người. Và đó là một trong những cái sản phẩm mà chị cũng làm khá nhiều để mà ví dụ như tặng cho khách hàng của mình. Bên cạnh việc mà làm chibi hình người để làm quà tặng thì những mô hình này còn có thể ứng dụng trong một những lĩnh vực nào khác không chị? Những cái sản phẩm handmade của chị này là làm quà tặng là nhiều. Yeah. Đó thì ví dụ như có thể là mình sẽ làm những cái kỷ niệm về gia đình bằng cái những cái bộ chibi gia đình của mình. Những cái thứ hai á, là mình sẽ làm những cái đặc trưng, ví dụ như những cái linh vật cho những cái cuộc thi. Thì Kami cũng đã vinh dự được làm những cái linh vật đó để mà có thể ban tổ chức cuộc thi có thể tặng cho những cái đội tuyển hay là những cái bạn nước ngoài tham gia cuộc thi đó. Và em thấy là những hình nhân, hình mẫu ở đây á, thì không chỉ mang tính thẩm mỹ và sáng tạo cao, mà em nghĩ là do đây là một bộ môn thủ công nên ít nhiều thì những người nghệ nhân cũng sẽ gửi gắm một cái thông điệp hoặc là một cái ý nghĩa gì về những cái hình mẫu mình làm, đúng không chị? Chị có thể chia sẻ về điều này được không ạ? Về thông điệp thì đúng ra mình gửi gắm rất là nhiều những cái thông điệp vào những cái mẫu sản phẩm của mình. Chẳng hạn như là về cái bộ đội tuyển thì đó là tất cả những cái tình cảm của chị gửi gắm hết cho bộ đội tuyển đó. Lần đầu tiên mình làm thì mình không có nghĩ là sẽ được đón nhận như vậy đâu, mà mình chỉ nghĩ làm đơn giản là mình muốn cổ vũ, ủng hộ tinh thần đội tuyển Việt Nam để có thể chiến thắng cái trận AFF Cup đó. Đó là tất cả những cái tình cảm mình dồn hết. Cái thứ hai nữa giống như là cái thông điệp về cái bộ y bác sĩ chống dịch Covid vừa rồi, mình làm những cái khẩu trang nè, những cái bình khịt xịt khuẩn, rồi những cái thông điệp thông qua những cái búp bê bác sĩ đó. Là sắp tới thì mình có cái dự định hoặc là hướng đi nào đó để đem bộ môn này phổ biến rộng rãi hơn nữa không chị? Thực ra thì đó cũng là một cái mong mỏi của chị, đó là chị muốn được nhân rộng cái sản phẩm của mình ra, không phải chỉ ở Việt Nam không, mà còn ở cái thị trường quốc tế nữa và được nhiều người biết đến. Có bao giờ mà các khách hàng của chị trải nghiệm làm những bộ môn này chưa chị? Có, rất là nhiều. Yeah. Những khách hàng đó, dù có những người họ nói là họ muốn đến đây để tự có thể làm những cái món quà tự tay của họ làm thì chị sẽ hướng dẫn. Và từ nãy giờ khi mà nghe chị chia sẻ thì em cảm thấy rất là háo hức, không biết là em có thể cùng tham gia để trải nghiệm mà làm mô hình này được không ạ? Được. Ví dụ như chị sẽ hướng dẫn cho Mai Phương làm những cái mẫu có thể đơn giản nhất. Đầu tiên mình sẽ làm quen với giấy trước. Đây là những cái cuộn giấy. Đây là những cái nguyên liệu giấy ha. Đó. Quá trình tạo nên một mô hình bằng giấy phải trải qua những công đoạn như chọn hình mẫu và nghiên cứu chi tiết vật mẫu để hình dung cách làm. Tiếp theo là chọn giấy, chọn màu. Sau đó là cuốn giấy. Mình phải cuốn chặt tay nha, không được hở. Xếp giấy, đẩy giấy, dán giấy. Khô rồi là nó sẽ cố định cái hình này luôn. Với những em bé nhỏ mình có thể sử dụng hồ thì để các bé không có bị bỏng. Và bây giờ em có thể làm tiếp cái phần nón này. Cái này á là mình sẽ không làm tròn mà mình sẽ làm cái hình oval.
Với hình oval thì em có thể gấp nó như thế này. Đó. À, tương đối, nói chung là cũng khá được. Thì em thấy là ở đây mình sẽ có hai cái khối rồi đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu mình ráp nó vô. Để muốn ráp như vậy mình sẽ dùng một cái mẫu giấy. Rồi. Mình sẽ để cái giấy này cho lên. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo, đó là cái phần mà mình sẽ gắn cái nón lên. Bây giờ đến cái phần là trang trí thôi. Và cuối cùng là trang trí thêm các chi tiết nhỏ để tạo thành mô hình hoàn chỉnh. Các công đoạn như cuộn giấy, đẩy giấy, tạo khung cho mô hình đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Wow, và đây là thành quả mà Mai Phương đã hoàn thành xong. Một ông thần tài rất là dễ thương đúng không quý vị? Thật sự là trong quá trình mà em làm á, thì vừa hồi hộp nữa. Tại vì mình phải rất là tập trung tỉ mỉ từng chi tiết một. Nhưng mà sau khi làm xong thì mình cảm thấy rất là thích thú. Tại vì được tự tay tham gia vào mà làm nên món quà này. Đúng rồi, đó là một trong những cái cảm giác mà không phải chỉ riêng Mai Phương đâu, mà tất cả rất là nhiều người khi mà tự tay làm những cái sản phẩm handmade từ cái giấy này thì ai cũng rất là thích thú và rất là quý những cái thành phẩm của mình. Cái giấy này nó rất là hay, nó rất là an toàn cho trẻ con chơi. Đó, thì cho nên là cái giấy này rất là được các ba mẹ hay mua về để ngồi xếp chung với con. Và chắc đó cũng là lý do tại sao mà bộ môn này được rất là nhiều người ưa chuộng, mà cũng được các bạn trẻ cảm thấy thích thú, bởi vì nó kích thích sự sáng tạo rất là nhiều đúng không chị? Không những các bạn nhỏ không đâu, mà kích thích luôn sự sáng tạo của ba mẹ nữa. Tại vì ba mẹ cũng phải rất là sáng tạo thì mới có thể hướng dẫn cho các con được. Qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì em cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến chị Thanh Thương, bởi vì đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình rất là nhiều thông tin hữu ích về bộ môn nghệ thuật xếp giấy thủ công này, cũng như là cho em được trải nghiệm làm nên món quà rất là dễ thương. Em cảm ơn chị và chúc chị thật nhiều sức khỏe. Chị cảm ơn Mai Phương và cảm ơn chương trình Việt Nam Mến Yêu ngày hôm nay đã đến với lại Thương và Cami để có những cái giây phút trải nghiệm, cũng như là cho nhiều người biết đến cái bộ môn nghệ thuật xếp giấy này. Quý vị thân mến, để biến những tờ giấy đầy màu sắc này thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo thì quả là chuyện không hề dễ dàng như Mai Phương đã trải nghiệm ngày hôm nay. Tuy nhiên thì những người nghệ nhân vẫn luôn tìm tòi và sáng tạo không ngừng để mang đến những kỹ thuật mới cho bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Việt Nam Mến Yêu cũng đã hết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đối với người Việt, bữa cơm không chỉ đơn thuần là ăn cho no bụng mà còn hàm chứa nhiều ý nghĩa văn hóa. Trong chương trình Việt Nam Mến Yêu, mời quý vị và các bạn cùng Á hậu Phương Anh gặp gỡ nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Văn Tường để tìm hiểu về ý nghĩa cũng như văn hóa ứng xử trong mâm cơm của người Việt nhé.